Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh HNT Channel. Và mọi người ơi, hôm nay thì HNT xin được phép review cho các bạn xem về một cái nhân vật rất là đặc biệt và thú vị. Đây, nhân vật thuộc dòng Legend Daisy. Bé này thì HNT lấy được cùng với cái em Heroic. Đây, hồi ôi vuốt vàng cái thấy sức mạnh của cái bé này hơi bị đỉnh luôn nha. Đây là cái skin baby của bé ấy. Anh em mình sẽ cho cái con này lên level nha mọi người. Rồi, khi mà cho lên level thì chúng ta cũng nhận được cái điểm coin màu xanh để chơi sự kiện đó cả nhà. Wow, level 7 thì chú ấy đã phát triển. Skin này chắc là John, mình nhớ không lầm là bé này sẽ có 3 cái skin các bạn. Đây, 3 cái skin. Rồi, bây giờ này chúng ta sẽ xem thử cái nào. Wow, và Hunter có viết một cái bài phân tích rất là chi tiết về cái thành viên này luôn ha. Anh em nào mà chưa biết đó thì các bạn có thể đến với cái trang của mình để xem nha. Đó chính là trang hntchannel.com. Đây, HNT ở cái trang này thì HNT cập nhật những cái sự kiện mới nhất của Dragon City nha mọi người. Hiện tại thì cái sự kiện này còn tầm khoảng đó là một ngày mấy nữa sẽ hết ha. Kết thúc vào ngày 13 tới tháng 1. Và anh em nào mà muốn biết những cái con rồng mới thì các bạn có thể đến với Dragon đây. Cost nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ xem Legend. Legend thì các bạn kéo xuống nha. Ở đây HNT đã cập nhật cho các bạn xem về thành viên này. Đây, được 31 bình chọn rồi các bạn ơi. Anh em nào mà chưa bình chọn thì nhớ bình chọn nhẹ cho mình một 5 sao nha mọi người. Đây, lít vào ngôi sao thứ 5. Rồi, lên được 32 bình chọn rồi nè. Rồi, anh em kéo xuống dưới thì anh em có phân tích cho mọi người. Chẳng hạn như là thành viên này sau khi mà luyện chiêu thì cái lượng sát thương của nó sẽ tăng lên nè. Rồi, chỗ này thì sát thương nhân 2 thì chúng ta sẽ được đam với bao nhiêu? Wow, 1, 2, 3, 4, 6 chiêu nha mọi người. Chúng ta sẽ ăn hiếp được những cái thành viên mà có 6 chiêu này. Và mình sẽ bị ăn hiếp bởi cái chiêu gọi là chiêu thuần chủng ông nguyên thủy. Chiêu này là chiêu nguyên thủy các bạn ơi. Rồi, sức mạnh của cái bé này thì chúng ta cũng phân tích khá là tỉ mỉ và chi tiết luôn. Ngày phát hành của bé này là ngày 6 tháng 6 2020. Rồi, và mọi người ơi, đừng quên ghé kênh HNT đây, HNT channel.com, nơi mà HNT sẽ cập nhật những cái sự kiện mới cho mọi người nha. Rồi, anh em nào mà thấy có cái quảng cáo nào nhớ lít nhẹ cái ủng hộ mình với nha mọi người. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ đến với cái nhân vật này đi ha. Wow, thành viên này là Legend và HNT còn một con nữa các bạn. Con này là con cấp E. Đây, mình cũng bế cái thành viên này ra để review cho cả nhà xem luôn ha. Con này thì anh em mình nâng lên được chắc cũng tầm khoảng level 20 ha mọi người. Wow, sau khi mà nâng những cái bé này lên rồi á thì anh em chúng ta sẽ chiến đấu được trong cái khu vực quét để kiếm thêm Orbit nha mọi người. Cố lên. Bé này thì anh ta cũng viết bài phân tích rất là chi tiết về thành viên này luôn. Ui, con rồng mà nó đậu cành cây, nghĩ sao cái thân hình nó chờ má vậy mà nó leo lên cái cành cây nó đậu các bạn ơi, nó còn nhún nhảy nữa, chơi gãy cành luôn. Rồi, ở đây thì anh em chúng ta sẽ bế mấy cái thành viên này lên đây mới được. Rồi, chỗ này thì ui, chỗ này anh em mình đã summon thành công được thành viên Zendy. Đây, bây giờ thì tầm khoảng là hai ngày ha mọi người, hai ngày thì chúng ta sẽ nở được cái bé này ra rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái khu vực đó là West, tới công chuyện luôn, tăng tay áo lên và chiến thôi cả nhà ơi. Wow, Heroic, mình hơi bị mê cái thành viên này luôn á mọi người. Từ chiêu chú ấy nè, nhảy lên và phát ra một cái luồng ánh sáng cực kỳ đẹp luôn. Còn cái hiệu ứng con này nhìn còn mê ly dữ nữa. Wow, rồi chỗ này thì sao đây? Chỗ này thì đây chúng ta 30 căng nha. Thì đây chúng ta phải đưa mấy con rồng này lên level 30 thì nên mình mới đánh được trong khu vực này. Gắt dữ luôn ấy, để mình xem phần thưởng coi. 40 40. Ở đây thì chúng ta được 40 Orbit luôn. Wow, ca này chua thiệt cả nhà ơi. Rồi chỗ này anh em mình phải nâng cấp rồng lên level thì mình mới đánh được trong khu vực đó. Bé Legend của mình đâu rồi? Để mình đi tìm lại bé ấy coi. Legend Daisy và level của chú ấy hiện tại là tầm khoảng 20. Đây rồi. Anh em mình cho con này lên còn tầm khoảng 30 ha, 30 mới đánh được trong khu vực kia. Nhưng mà cho mấy con này nó lên thì nó tốn thức ăn lắm các bạn ơi. Rồi ráng cho lên được 30 ha. Đây, một bé, còn một con cấp E nữa. Một bé cấp E. Đây rồi.
Wow, mình chơi lên được tổng hả? Như là 21 rồi nè. Đó, cổ lên cả nhà ơi. Và anh em nào mà chưa có đăng ký kênh thì mọi người nhớ để lại cho Hán Tên một subscribe nha cả nhà. Đây, đừng quên đăng ký và mở thông báo hình cái chuông. À, để Hán Tên ra video hay là livestream thì mọi người sẽ đều nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Ok, let's go. Rồi, và bạn nào mà xem trên điện thoại thì anh em dành lại vài giây ha. Các bạn kéo nhẹ xuống dưới video, các bạn sẽ thấy cái khung này ha. Cái nút like sẽ nằm bên góc tay trái và cái nút đăng ký kênh nó sẽ nằm bên góc tay phải nha. Cái nút đăng ký đỏ đỏ ấy. Đó, anh em nhớ bấm vào để ủng hộ mình với. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ mang cái thành viên đó chính là Heroic kèm theo hai nhân vật, một con cấp E, một con Legend ra để đại chiến nha mọi người. Wow, và đây là hành trình cùi mía, lộn cùi bóp chứ bạn. Hành trình cùi bóp của HNT. Wow. Rồi, chỗ này thì nay chúng ta sẽ đại chiến và kiếm cái con chim. Đây rồi. Rồi, lần này mình cho con Legend này nó cân tem luôn ha. Wow. Ngon lành các bạn ơi. À, bây giờ là đến bé trâu xì tim dâu rồi nè, với cặp sừng gọi là bén ngót, hai chiếc sừng chờ bá lửa luôn cả nhà ơi. Rồi chỗ này thì nay chúng ta còn một hiệp nữa. À, mình á thì bây giờ mình mê con Heroic mới lắm cho nên là mình sẽ mang nó ra. Đây, tới công chuyện liền. Đó, cho bé yêu gọi là làm mưa làm gió. Wow, cố lên anh em ơi. Tân được hai thành viên rồi và đây sẽ là thành viên cuối cùng. Wow, ngon lành nha. Rồi anh em mình lên được một cái chữ mới luôn, chữ C. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một cái khu vực nữa, đó chính là khu vực Blitz. Khu vực này thì mình sẽ mang thêm, chắc có lẽ là mình sẽ mang con Heroic đi với con Legend Daisy. Hôm nay coi như là mình review về hai thành viên này đi ha cả nhà. Let's go. Wow, anh em mình được tăng sát thương, nhưng mà con này thì nó hơi chua. Mình thì bây giờ mình chỉ có một cái thành viên, đó chính là Macaron. Con này nó phải đảm nhiệm nhiệm vụ gọi là gánh tem các bạn. Đó. Tiếp theo thì nhân vật Legend Daisy này sẽ lao ra. Wow, một hiếp thôi là bế được rồi. Và đây là nhân vật sói. Mình hay kêu con này là cáo hay là sói chứ, là giống như sói hơn. Rồi, chỗ này thì nay chúng ta sẽ hút máu nhẹ cái. Cái đi. Đó, tay mày còn tổng khoảng 25. 25 mà lượng đam của anh em mình thì chắc chắn không thể nào mà nó lên nổi được. Mức quá cao. Tính ra anh em mình đã xài cái chiêu này trước ha mọi người. Sau khi mình xài xong là cái bé Heroic của mình bên trong nó sẽ full máu. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con Heroic, hai con còn lại là một con cấp E, một con Legend. Đây rồi, pha này thì cũng hơi căng. Mình phải chưa hút máu trước đi. Đó, sau khi hút máu xong rồi thì mình sẽ nhờ đến nhân vật Heroic level khoảng 30 này. Wow, rồi thành viên này sẽ là Danny. Nhân vật Danny thuộc dòng Legend. Wow. Rồi, đây sẽ là nhân vật cuối cùng của tay bạn ha. Ui cha, con tay bạn còn có tầm khoảng 5.000 mấy. Ca này thì Heroic của mình ra bế chắc được nè cả nhà. Yeah, quá tuyệt vời.
Rồi anh em mình còn được một hiệp nữa. Đó, mình chơi gọi là hết mình luôn. À, đây rồi, nhân vật Milly lên vào tập khoảng 40 và bé này thì được 2 sao nha. 2 ngôi sao. Wow. Rồi, thành ủa cái con Legend của mình muốn cắn cây máu luôn kìa. Ừ, nguy hiểm rồi. Pha này sai rồi. Anh em mình phải hút máu lại mới được. Đó. Rồi, sau đây thì mình sẽ nhờ đến Heroic đi. Nhờ Heroic trước. Wow, con Karma này ra thì hơi căng. Nó ra là nó bế luôn ngay thành viên của team mình. Wow, 14.000 ha. 20. Rồi, ở đây thì theo cái sự tính toán của mình ha. 29. Rồi, vô kèo. Sức sát thương tăng gấp đôi liền. Ôi ghê vậy. Không ổn rồi anh em ơi. Ôi, sức sát thương của mình sốc đam luôn mà nó nở lâu nào à. Nó bế mình luôn cả nhà ơi. Tức thiệt chứ. What? Miễn nhiễm sát thương. Ôi con này hình như là mình xài chiêu băng này, mình quất nó là nó không có dính sát thương cả nhà ơi, mà nó dậm lại mình rồi là tới xương luôn ấy. Bức xúc quá mà. Căng quá, căng quá. Giờ lại đây chúng ta sẽ xài lại chiêu hút máu này, chú tụi gì quýnh với anh. Đó, tức quá mà. Chỉ vì một chút chơi sảy thôi mà anh em chúng ta mất hết một viên game để có thể trở lại chiến đấu cả nhà. Rồi anh em trong team thì vô nhận thưởng nha mọi người. Rương level 5. Đây rồi. Wow, ngon lành cành đào nha. Ok và các bạn ơi, ở đây thì anh em nào mà chưa biết cách làm nhiệm vụ hay là các bạn muốn biết những cái sự kiện sắp tới của Dragon City thì anh em nhớ truy cập vào trang web hntchannel.com nha, để có thể xem những cái hướng dẫn mới nhất ha mọi người. Và ở đây thì HNT có những cái video mới nhất HNT đều cập nhật ở đây hết luôn nha mọi người. Anh em có thể vào xem ủng hộ HNT nhạc cái cho vui. Những cái bài viết mới thì HNT có phân tích những cái con rồng mới á cả nhà. Kèm theo đó thì phía dưới này HNT có để là nhóm tem Zalo của HNT nè. Đó, những cái nhóm của HNT như nhóm Facebook nè mọi người hay là TikTok. Anh em nào có chơi những cái mạng xã hội này thì nhớ vào nhóm của mình chơi cho vui nha. HNT cũng hay chém gió ở những cái nhóm này lắm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ có 3 tập ha, 3 tập tiếp theo. Anh em thích xem tập nào thì xem thêm một tập nữa ủng hộ mình với. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.